Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về chiếc xe AB này. Cụ thể là sau khi mình mua xe về thì những việc làm đầu tiên cho chiếc xe này là như thế nào, rồi sau đó nữa là rô đai xe ra sao, mình sẽ chi tiết trong video này cho các bạn ha. Thì ngay khi trên cửa hàng mua xe thôi, các bạn đã phải lựa rồi đúng không? Đầu tiên là cái màu mình thích, kế đến là phải coi là xung quanh xe nó có bị chạy xước gì không nè, rồi xem cái bánh xe phía sau nó có cân không. Có rất nhiều xe nha, cái bánh xe sau này với cái dàn này nó không cân các bạn, tức là bị xéo, nó rất là kỳ cục, ít bị lắm nhưng mà sẽ có nha, mình thấy nhiều đều bị ăn đi rồi. Cho nên là các bạn khi mua xe cũng chú ý chỗ này. Rồi tất nhiên là khi mình mua xe là nhân viên ở đó sẽ hướng dẫn mình cách sử dụng đồng hồ rồi đủ thứ hết. Về cách sử dụng đồng hồ này á, mình sẽ có một video riêng nha ha, chống trộm rồi mình làm mất cái này á thì làm sao để khởi động được xe, mình sẽ có video riêng đi. Nhưng mà ngay khi ở trên cửa hàng thôi, các bạn sẽ nhìn thấy được nhân viên có kỹ hay không là ở chỗ này nè các bạn. Nhân viên kỹ á, là trước khi nổ máy xe các bạn nha, sẽ mở cái này ra, xem coi là có nhớt chỏng không. Mặc dù biết được là bất kỳ một chiếc xe Honda nào khi vừa xuất xưởng về, về tới cửa hàng đó, về tới head đó, là đã có nhớt sẵn cho động cơ rồi. Nhưng biết đâu có một chiếc xe người ta không có châm vào thì sao. Thì nhân viên kỹ á, là người ta phải thăm nhớt trước, ta sẽ mở ra xem là có nhớt chưa, rồi đóng lại mới nổ máy, thì đó mới là kỹ nha. Các bạn chú ý chỗ này nha, phải chú ý chỗ này nha các bạn. Tại vì lỡ như mà chưa có nhớt mà nổ máy lên á là mệt mỏi lắm ha, một hồi là banh cái máy mình luôn á. Rồi mình mua xe rồi hết trơn rồi, mất công phải bảo dưỡng bảo hành rất là phức tạp. Chú ý chỗ này cho mình, chỗ này xe số, xe côn ta, xe tay ga nào cũng vậy ha, bạn lưu ý. Rồi tiếp theo, sau khi mình đã làm thủ tục giấy tờ rồi hết trơn rồi, bây giờ mình mang về đi. Ngay khi mình bắt đầu chạy xe về thôi, mình tiếp tục muốn các bạn chú ý ngay vấn đề nữa là cái chỗ này. Các bạn kiểm tra liền cho mình đi ha. Cái đèn ABS này, với xe có ABS đó các bạn, thì các bạn lăn bánh sau 10 cây số nó phải tắt. Nếu nó không tắt là phải quay ngược trở lại kiểm tra liền, nó có lỗi ha. Khi mở lên là nó cháy luôn thế này, nhưng mà cái đồng hồ này nè, nó qua 10 cây số là đèn này tắt là nó mới ok nha, còn không tắt là có vấn đề. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình đá chân trống xem nó có tắt máy hay không. Chứ mất công chạy về nhà chạy ngược trở lên đó các bạn, bắt buộc đá chân trống này xuống, nó phải tắt máy, tức là không đề được luôn. Đang đề máy nó cũng phải tắt nha. Rồi, đó là lưu ý thứ hai. Một cái nữa, đó chính là cái Allen Stop này. Để có nhiều bạn không hiểu, không phải cứ mà dừng lại là nó sẽ tắt đâu các bạn. Nó phải đủ nhiệt độ thì cái này nó mới làm việc. Cái này là mở nè, cái này tắt nè. Thời rồi, đó là những cái lưu ý để các bạn tránh bỡ ngỡ thôi. Mà nếu mà nó không tắt hay nó bị gì đó, mình quay trở lại kiểm tra luôn các bạn. Chạy một đoạn khá xa đó, chắc cũng khoảng các cây số á, cái động cơ đủ nhiệt độ rồi, cái này mới có 3 giây nó tắt các bạn. Còn không là nó không tắt đâu nha, mới đề lên nó không tắt đâu. Rồi, đó là những lưu ý đơn giản ngay khi mình vừa mua xe ra khỏi cửa hàng mình phải chú ý liền. Về đến nhà có thời gian á, thì các bạn kiểm tra xung quanh xe xem từng vị trí, ví dụ như là ốc vít. Cái này là mình cẩn thận mình kiểm tra thôi, chứ ít khi nào bị lắm các bạn. Nhưng nếu lỡ mà bị á thì mất công lắm ha. Ốc vít trên xe nè, nếu được các bạn có thể kiểm tra cho mình xem là có vị trí nào nó bị lỏng lẻo hay không, từng vị trí nha. Đây, ví dụ như chỗ này nè ha, đó, kiểm tra hết. Mình nhắc lại nha, kỹ thì làm thôi chứ ít khi nào bị lắm các bạn. Rồi, đó là những việc khi mua xe về kiểm tra ngay lập tức cho mình. Rồi đĩa nè, có bị cọ bố không nè, đĩa trước đó các bạn có bị cọ không. Nếu mà nó cọ sẹt khó chịu quá thì có thể nhờ nhân viên làm liền cho mình, là như vậy ha. Rồi, kiểm tra tổng thể xe, về nhà vẫn kiểm tra lần nữa đi các bạn, xem là có nhất là chỗ này. Các bạn lưu ý nha, nhất là chỗ này. Tại vì thường á, mấy xe mà trên head về á, cái miếng này nè, người ta hay tháo rời lắm, cho nó gọn đó các bạn. Rồi khi mua người ta mới gắn cho mình, mà nhiều khi mới gá vô thôi, cái anh này á, anh gá vô, anh bắt ốc nhẹ vô một cái anh bỏ anh đi, anh khác lại, anh giao xe cho mình. Thì anh đâu biết là cái miếng này mới gá đâu, anh giao xe cho mình là miếng này nè, con ốc này sẽ gớt sắp mất tiêu, đúng không? Nhất là cái miếng này. Còn như trong này nè, ít bị lắm. Rồi, tiếp tục nữa ha. Thì với một chiếc xe tay ga, các bạn biết không, chú ý nhất á, nó vẫn là cái bộ phận này. Còn cái động cơ nó khó hư luôn các bạn, trừ khi các bạn quên thay nhớt
hay là thay nhớt giả thôi, rồi bị ngập nước đồ á, thì cái động cơ nó có vấn đề thôi. Chiếc xe Tay Ga này các bạn bảo dưỡng đúng, chạy 100.000 cây số là bình thường. 100.000 cây số mà nó vẫn tiết kiệm nhiên liệu chứ không phải là nó sẽ hao xăng đâu. Có nhiều bạn quan niệm là xe Tay Ga chạy cũ nó hao xăng. Đúng, nó hao xăng trừ khi các bạn không biết bảo dưỡng cái này. Thì cái điều tiếp theo á, mình muốn các bạn làm cho cái xe đó chính là rodai xe. Một việc làm á, tưởng chừng như nó đơn giản nhưng mà nó không đơn giản đâu các bạn, mà có nhiều bạn bỏ qua luôn. Thì rodai là như thế nào? Khi mua xe về, trong xe đã có sẵn nhớt rồi, thì cái nhớt đó các bạn nên để chạy đi, đừng thay ra sớm quá uổng lắm ha. Cái nhớt đó thường là nhớt của hãng đổ vào á, nó khá loãng. Biết chi không? Cho cái động cơ mình nó nóng, để những chi tiết á, nó được mài mòn đều và ăn khớp với nhau. Cho nên á, cái giai đoạn rodai này cực kỳ quan trọng. Ở trong vòng 500 cây số đầu tiên này, mình muốn các bạn chạy vừa phải thôi, tầm nửa ga trở lại thôi, và cố gắng đừng chở nặng. Đừng chở nặng nha. Ví dụ như các bạn có thể đi 2, nhưng nếu được nha, nếu được thì hạn chế đi 2 luôn, đi 1 thôi trong 500 cây số này. Nhưng mà đậu tại chỗ rodai là không nên nha các bạn, nó cực kỳ nóng đó, cực kỳ nóng. Không nên đậu tại chỗ rodai. Tại vì sao? Tại vì các bạn đậu tại chỗ rodai á, cho dù các bạn có để một cái quạt ngay đây cho nó mát cái động cơ, thì mình chỉ mới rodai được có cái động cơ đó thôi. Còn nguyên cái bộ nồi phía sau này, nguyên cái hộp số phía sau này là mình không hề rodai cho xe luôn. Thậm chí là rodai luôn cả phuộc xe nha các bạn. Phuộc xe nè, vỏ nè, ha, vỏ trước nè, bố thắng nè. Khi mà trong quá trình rodai này á, thậm chí nhà sản xuất người ta khuyên mình á, là không nên thắng gấp. Đó, thắng từ từ. Rồi chạy nè, phải nhẹ nhàng. Thì những điều mình đang nói ở đây á, chỉ là để cho các bạn tham khảo, và những con số mình cho các bạn cũng để tham khảo thôi. Không nhất thiết là phải găm gấp, làm theo đúng y chang như vậy. Mình vẫn có thể xăm sửa được. Mình nói ví dụ như cái nhớt máy này, ở 500 cây số đầu thì mình nên thay nha. Tuy nhiên á, mình không có thời gian hay vì lý do nào đó, các bạn vẫn có thể thay sớm hơn ở 300 cây. 300 cây thay vẫn được. Hoặc là 400, 500, hoặc đôi khi mình không có thời gian á, kẹt công chuyện nào đó, qua tới 600 cây mới thay thì vẫn bình thường. Thì trong thời gian này các bạn chịu khó chạy nương đó ha. Tại vì cái lúc này động cơ nó mới, những chi tiết nó còn chưa có ăn khít với nhau. Rồi chưa kể là những cái cặn bẩn dơ, những cái mạt ha, nó sẽ theo cái nhớt đó nó đi ra ngoài á. Thì nếu các bạn mà chạy nhanh á, chạy vặn nhanh á, thì nó tổn máy lắm nha các bạn. Và lúc này nhiệt độ động cơ á, nó cũng đang rất nóng. Và chính cái nóng này á, nó sẽ gia nhiệt, nó làm những chi tiết trong động cơ này và những chỗ khác nữa nó được cố định. Kiểu như là các bạn tôi rèn một cái cây dao hay một cái cây gì đó vậy đó, các bạn phải rèn đủ nhiệt thì nó mới chất lượng, đúng không? Thì cái động cơ cũng vậy. Ở thời gian này, 500 cây số đầu này, các bạn nên chạy nửa ga trở lại thôi. Các bạn chạy càng nương thì càng tốt. Và đặc biệt nè, chạy ở đây không phải là cứ giữ cứng ga một chỗ thế này, giữ hoài một tốc độ 30-30 hoài cũng không tốt. Thì các bạn cứ việc lên xuống ga bình thường, nhưng lên nhẹ nhàng thôi ha. Lên, lên, xuống, xuống, lên, xuống, lên, bình thường, nhưng mà làm từ từ thôi, chứ không phải vô chạy vậy nè, en lên cái xuống vậy, lên vậy, xuống vậy. Tức là mình đã thóc ga, lên xuống ga gấp quá thì cái điều đó cũng không tốt cho cái xe. Trong giai đoạn này các bạn càng kỹ, cái xe mình nó càng bền. Tại sao có những người ta chạy xe cái 100.000 cây số, cái máy im ru, có những người mới chạy có 10-20.000 cây số thôi, cái máy nó gào, nó xào, nó kêu, thậm chí phải gã xuống để làm, là do cái quan trọng nhất là cái rodai này. Ở 500 cây số đầu này các bạn nên thay nhớt lần đầu cho xe, thay nhớt hãng Honda thôi. Nhớt hãng Honda thường là chỉ số của nó là 30 đó. Cái vấn đề mà nhớt xe Tay Ga, xe số mình sẽ làm riêng nha. Lên hãng thay là chắc ăn nhất, không bao giờ thay lộn. Nó là MB nha ha, xe số là MA, cái đó đâu mình nói sao đi. Thì cứ lên hãng thay đi các bạn. Xe Honda các bạn nên chú ý nè, xài nhất 30. Honda lúc nào cũng khuyến cáo người dùng sử dụng nhất 30 cho xe của mình, thì các bạn cứ làm theo y như vậy. Nhất là trong giai đoạn đầu này, tại vì cả ngàn chiếc xe được sản xuất ra sẽ có những chiếc lỗi, nhưng nếu các bạn xài nhất ngoài, thậm chí độ chế, thì rất có thể là Honda sẽ từ chối bảo hành cho mình nếu xảy ra lỗi cái động cơ.
rất có thể thôi, chứ không phải lúc nào cũng bị vậy nha, các bạn lưu ý ha. 500 cây số đầu này thay nhớt, thì trong giai đoạn này mình nói rồi, cố gắng đừng thốc ga, cũng không cần phải chạy điều ga đâu, cứ việc lên xuống nhẹ nhàng, có lên có xuống, biết chi không, rô đai cái máy, rô đai vỏ, rô đai phuộc, rô đai thắng ha, rô đai cái bu ly này, rô đai cộng dây Cura trong đây, rô đai cái máy, nói chung là rô đai toàn bộ trên chiếc xe này rồi, thì cứ việc lên xuống ga đều. Các bạn mà chạy hoài một vận tốc không tốt nha. Xe số á thì nó không có cái bu ly ở đây, nhưng mà xe này có nè. Các bạn chạy hoài một cái vận tốc thì cái bu ly ngay chỗ đó đó, cái cổng dây Cura nó hoạt động, nó nâng lên tới đây, nó dừng ở đó hoài, thì ngay chỗ đó lâu dần nó sẽ có một cái điểm khuyết, thì sau này mình chạy nó sẽ có gợn ngay chỗ đó đó các bạn. Ok ha. Cho nên là không cần thiết phải chạy đúng một tốc độ chạy hoài đâu, cứ chạy bình thường, lên xuống ga chậm chậm thôi. Rồi, sau 500 cây số này là chai nhớt thứ hai đúng không? Thì cái chai nhớt thứ hai này các bạn nên xài nhớt hãng tiếp tục. Và chai thứ hai này các bạn có thể là chạy hơn nửa ga một chút được rồi, nhưng đừng cứng ga và tiếp tục chạy bình thường, nhẹ nhàng và cũng tránh tải nặng. Đi hai được. Cố gắng nha, cố gắng đừng có đi ba và chở đồ. Mình nhắc lại nha, để rô đai phuộc. Cây phuộc này cũng phải rô đai đó các bạn, nếu kỹ. Tại vì không phải một cây phuộc mới tinh đem vô chạy là nó ngon liền đâu các bạn. Phải chạy một thời gian mới biết được, đúng không? Vỏ nè, vành nè, bố nè, thắng nè, đủ thứ mình nhắc lại nha. Thì ở 1000 cây tiếp theo này, mình vẫn chạy rô đai cho xe, nhưng có thể tốc độ nó sẽ nhỉnh hơn, cao hơn một chút, bắt cái động cơ nó phải làm việc nhiều hơn chút nữa so với ở 500 cây số đầu. Thì chai nhớt thứ hai này mình chạy đúng 1000 thôi các bạn, là ra khoảng ô đô lúc đó tầm khoảng 1500 nha. Xe thế hệ mới này chúng ta có tới hai cái chip. Chip A này nè các bạn, mình để đo xăng ha. Chip B này nè, mình để đo nhớt, tức là khi mình châm nhớt vào mình sẽ xóa nó về không để xem chai nhớt đó mình đi bao lâu đó, rất là hay nha. Thì ví dụ như các bạn mua xe về, chip B này nè, các bạn xóa nó về không đi, chạy tới 500 cây số đi thay nhớt. Thay nhớt xong phải không? Xóa. Cho nó về không. Chai nhớt thứ hai này chạy đúng 1000 cây. Đúng 1000 cây ha. Rồi lại đi thay, xóa về không. Thì lúc đó cái tổng cái total này nè là 1500 cây đúng không các bạn? Tùy vào cái giai đoạn đầu á, các bạn thay ở 300, 400 hay 500 không cần biết, nhưng mà chai thứ hai các bạn chạy khoảng 1000, 1100, 1200 thôi. Thay tiếp biết chi không, cho nó sạch các bạn. Như mình nói lúc đầu, khóa động cơ này á, nó còn mới thì tất nhiên rồi, nó phải có ba dớ. Nó ba dớ thì ghê gớm thật, nhưng thực ra nó không đến nỗi như ba dớ mà các bạn thấy nó miếng đâu nha, nó chỉ là cặn thôi. Nhưng mà trong giai đoạn đầu này mình nên thay nữa đi, thay hai lần, lần đầu 500 ha, lần thứ hai là 1000. Tổng cái total, cái total á, cái total á là 1500. Sau 1500 này xem như là mình đã rô đai hoàn thành. Với một bạn kỹ có thể tiếp tục rô đai tới 2000 luôn. Còn không thì tới 1500 này mình đã có thể chạy thoải mái được rồi. Ok chưa? Sách hướng dẫn sử dụng cũng có nói như thế thôi, khoảng 1500, mà thậm chí nhân viên trên hãng cũng hướng dẫn mình như vậy. Còn một bạn nào đó nói không cần rô đai, chạy thoải mái đi. Các bạn ơi, xe của mình bây giờ cho dù biết là có hay không, mình cứ làm cho nó chắc ăn cái xe mình đi các bạn. Cứ làm cho nó chắc đi ha. Thà là chưa bằng gì, thà bắt lầm chứ không có tha lầm á. Thà là mình cứ rô đai đi, nó không có ý nghĩa gì đi nữa, nhưng nó vẫn tốt cho xe mình. Còn hơn lỡ bây giờ không rô đai, nghe lời người ta chạy thoải mái mà cái máy xe mình nó có bị gì á, mình xuất tiền túi ra mình làm, hoặc là xe mình nó sẽ không bền như người ta, nó sẽ hao xăng hơn người ta. Cùng chạy một quãng đường, người ta chạy 50 cây số một lít, mình chạy còn bốn mấy thôi, là do cái việc rô đai ở ban đầu này đó các bạn. Rất nhiều nha, là rô đai xe. Thì các bạn nhiều câu hỏi các bạn hay đặt cho mình lắm. Anh ơi, trong thời gian này em đi xa được không? 1500 cây số thì 500 cây số đầu này nè, em đi xa được không? Lấy ví dụ như cái ngày đầu tiên em lấy xe về, em chạy về quê ngoại, quê nội hay là một cái tour, em sẽ chạy bình thường. Nhưng mà đi dài lâu như thế có tổn xe không anh? Không. 500 cây số này các bạn cứ đi xa thoải mái, nhưng mà nên cho xe nó nghỉ ngơi chút. Các bạn chạy tầm khoảng 50 cây số, dừng chút, dừng khoảng 10 15 phút, mình cũng phải vô nước chứ các bạn. Mình nói rồi nha, chạy đường dài á, các
các bạn chú ý cái gì? Sức khỏe của mình nên đầy đủ nước nha các bạn. Cho nên đó, chiếc xe này mình nói nè, nó thiếu một cái cốp phía trước này, để một cái chai nước rất là tiện lợi ở đây. Dừng lại, thậm chí là dừng lại, dừng đèn đỏ thôi, hoặc là tấp vào lề đường, móc chai nước ra, vô nước đi. Cơ thể mình mà thiếu nước là nó mất sức, và nó sẽ sinh ra những cái mà không đúng. Ví dụ như là những cái xử lý của mình nó không được nhanh nhạy, ha, gọn gàng đó các bạn. Thì chạy khoảng 50 cho tới 100 cây số nên dừng lại cho nó nghỉ, rồi chạy tiếp là ok. Nghỉ khoảng 10 phút thôi các bạn, dừng lại, ghé vào quán hoặc là bên lề đường á, ha, hoặc cái gốc cây mát đó, chừng chống đứng thế này cho xe nó tự giải nhiệt từ từ, rồi chạy tiếp khoảng từ 50 đến 100 cây số, dừng nghỉ nữa. 100 cây số cũng được, nhưng mà trong lúc này các bạn nhớ nha, đừng thốc ga nha, đừng chạy ga cao ha. Còn chạy đường dài thoải mái, cho nó nghỉ ngơi chút là cứ chạy thôi. Mình cũng phải nghỉ ngơi vậy, nó chỉ chiếc xe, đặc biệt là xe mới. À. Rồi bây giờ anh ơi, em chạy tới 500 cây số rồi, thai nhớt rồi, 4, 5, 6 gì đó, em thai nhớt rồi. Em đi một tour dài cả ngàn cây được không anh? Vẫn được, như mình nói lúc nãy, chạy cả ngàn cây số này, các bạn chịu khó cho nó nghỉ ngơi, nó nghỉ, mình nghỉ là được vô tư. Ha. Rồi xăng nè, nên đổ xăng 95. Chắc chắn sẽ có bạn hỏi, bây giờ nó đổ xăng 95 nữa các bạn. Xe tay ga này, tỷ số nén nhất là chiếc xe này nè, nó tới 12,0 km, tỷ số nén rất là cao. Các bạn nên đổ xăng 95 đi. Mặc dù á, sách hướng dẫn nói là 92 được, nhưng thôi, đổ 95 đi cho chắc ăn. Các bạn lưu ý nha, đừng vì thấy 92 nó rẻ hơn mà đổ 92 nha. Nên đổ 95 đi các bạn, ha, cho xe mình nó bền. Nó bền. Rồi. Nó bền để tiết kiệm nhiên liệu. Xăng 95 á, nó khi mà xe mình mà nó đốt sạch đó các bạn, thì mụn khói á, nó không có hình thành. Nếu có hình thành nó cũng rất là lâu. Ok không? Rất là lâu. Thì xe mình nó sẽ bền, ha, nó sẽ bền. Rồi sau 1.500 cây số này, các bạn cứ chạy thoải mái, ha. Nếu được tới 2.000 thì càng tốt. Ok chưa? Rồi chắc chắn các bạn sẽ hỏi tiếp là anh ơi, khi nào thì kiểm tra lọc gió, khi nào thì kiểm tra cái bố nồi này? Các bạn lưu ý nè, vừa rồi có một bạn nhân viên trên hét tâm sự với mình thế này. Anh biết không, có một chú đó đem xe tay ga vào kiểm tra. Em mở lốc nồi này ra để vệ sinh, tại vì xe chú đó chạy lâu rồi mà chưa hề vệ sinh bố nồi. Em tính mở, bắn ốc mở ra, chú đó không cho, nó mất zin. Thì đó là một cái điều cực kỳ sai lầm. Xe tay ga này, quan trọng nhất là cái chỗ này. Các bạn vệ sinh đều đặn á, thì nó sẽ bền, ha, và xe mình sẽ tiết kiệm xăng, chạy nó sẽ ngọt ngào. Chứ còn cái máy á, thì quan trọng là nó không có gì trong đó hết á. Quan trọng nhất là chỗ này. Cái máy quan trọng mình quan trọng nha, chứ không phải mình nói vậy là cái máy nó không quan trọng. Thay nhất đều đặn, 1.500, 2.000 cây thay. Cái này từ 5.000 cho đến 10.000 cây số, các bạn nên mở cái lốc này ra để cho thợ vệ sinh bố nồi, vệ sinh dây cua ro, vệ sinh hết trong này. Tại vì nó mới thì tất nhiên là nó sẽ có rất là nhiều những cái bụi bẩn dơ phát sinh trong này. Nhiều lắm các bạn, dơ cực kỳ lắm nha. Từ 5.000, tại sao lại là từ 5.000 đến 10.000? Nó còn tùy vào các bạn chạy nữa. Ví dụ như các bạn chạy Rodai xong, có những bạn chạy từ tốn, đi làm hàng ngày thì nó đỡ. Còn những bạn vặn vẹo, thóc ga, thì các bạn càng thóc ga thì dây cua ro này nó càng dễ bị mài. Những cái đồ trong này nè, nó lại càng dễ bị mài, nên là càng mau dơ. Thì cho nên là từ 5 đến 10 ngàn là như vậy. Chưa kể nha, chưa kể cái điều kiện thời tiết, cái địa lý mà các bạn ở nữa. Đường xá các bạn ở nó bị bụi dơ không? Nếu một bạn mà chạy ở trong thành phố đường nhựa không á, thì 10 ngàn mới mở ra là bình thường. Nhưng nếu các bạn ở nông thôn, đường cát, đất đá dơ thì khoảng 5 ngàn thôi. Nên thay, ha. À không, xin lỗi các bạn, không có thay, mà là nên vệ sinh. Lọc gió cũng vậy luôn. Ở 10.000 cây số, các bạn có thể mở ra kiểm tra xem nó có dơ hay không. Các bạn hay hỏi mình thế này, anh ơi lọc gió khi nào thay? Không, nó không một cái mốc nhất định nào hết. Còn tùy, có những bạn chạy tới 15-20.000 cây số mới phải thay. Vì bạn ấy chạy trong thành phố, đường nhựa không, thoáng, sạch sẽ, thì cỡ 15-20.000 cây số mới thay là chuyện bình thường. Nhưng nếu ở trong đường bụi, đất đá như mình nói lúc nãy, thì đôi khi 10.000 thôi là nó dơ, đang kỉnh rồi. Nó hút gió vô, lấy gió vô đó các bạn. Thì trong từ 5 cho đến 10.000
tùy điều kiện các bạn chạy thế nào và cái nơi các bạn đi tới hàng ngày á, nó có dơ hay không, bụi bẩn hay không thì mình sẽ tính. Thậm chí qua 10.000 luôn cũng được, nếu các bạn cảm thấy xe mình đang chạy ngọt ngào chưa có gì ha. Một ngày nào đó các bạn tự nhiên thấy sao mà xe mình cấp này chạy thấy nó kỳ kỳ, nó không ngọt và dường như nó hao xăng hơn, là các bạn phải nghĩ ngay tới vấn đề này, hai cái này ha. Còn về kiểm tra định kỳ á, thì khi các bạn mua xe là nhân viên sẽ dặn dò mình bao lâu trở lại thay nhớt, rồi bao lâu kiểm tra định kỳ, sẽ có người điện thoại cho mình ha, hoặc là ghi chú vào tờ giấy dán dưới yên này, hoặc là các bạn tải nguyên một cái phần mềm của Honda hay của Yamaha ha về, thì bây giờ bảo hành điện tử rồi. Chưa hết, khi mà hao xăng á, thì các bạn phải kiểm tra luôn cái lớp này nữa, trong thời gian chạy nó có bị xì không. Thực ra mà nói, cái vành này, cái lớp này bây giờ nó rất là khó xì nữa các bạn. Mình chạy có khi cả năm trời mà chưa biết bơm lớp là gì. Nhưng mà khi các bạn đi kiểm tra định kỳ á, chắc chắn là nhân viên sẽ tự động kiểm tra áp suất lớp cho mình, bơm lại. Những lần kiểm tra định kỳ lần đầu này á, dường như không có làm gì hết, vô chủ yếu là kiểm tra áp suất lớp với xe tay ga nha, áp suất lớp này. Rồi á hả, nổ máy lên rồi chạy một vòng thử xem có vấn đề gì không, rồi coi đèn, điện, còi, xi nhan đồ nó có bất thường gì không, là xong rồi, đâu còn gì nữa đâu. Nhưng mà nên đi kiểm tra đi các bạn. Sẽ có bạn hỏi nữa là có nên đi kiểm tra không anh, rồi em đi trễ có sao không anh? Có nha. Còn tùy nơi, có hết khó khăn á, đi trễ là không được, nhưng cũng có những hết dễ thì mình đi trễ người ta vẫn du di cho mình được các bạn. Đó chỉ là trên giấy tờ thôi, di chú thôi, cho nên là tùy. Nhưng mà nên đi kiểm tra đi, biết chi không, để mình được theo dõi, và lỡ như xe mình xui rủi mình mua ngay cái xe mà nó bị lỗi thì mình sẽ được Honda bảo hành. Các bạn lưu ý nè, Honda hay Yamaha hay Suzuki cũng vậy, là những cái hãng, những cái thương hiệu rồi lớn, người ta sẽ rất chú ý về vấn đề bảo hành xe. Ví dụ như xe mình là lỗi gì đó, người ta sẽ ghi nhận và kiểm tra xem là lỗi này là do người dùng hay là do thiết kế của người ta có lỗi. Nếu lỗi do người dùng, người ta vẫn sẽ bảo hành cho mình. Nhưng nếu phát hiện ra, ví dụ như các bạn xài nhất ngoài hay là độ chế gì đó, người ta biết được, có thể lần đầu người ta du di, người ta bảo hành cho mình, nhưng lần thứ hai là người ta không bảo hành nha, kiểu vậy. Còn nếu mà lỗi do nhà sản xuất thì người ta sẽ lấy đó để rút kinh nghiệm, lần sau ra phiên bản tiếp theo hay là hàng loạt xe lần sau á, người ta sẽ khắc phục cái lỗi đó. Hoặc thậm chí nếu mà nó là vấn đề lớn, người ta sẽ triệu hồi. Các bạn thấy không, xe hơi nè, xe hơi đôi khi phải triệu hồi hàng chục ngàn xe về vì lỗi túi khí hay gì đó, có chứ. Thì xe này cũng vậy. Cho nên là ở giai đoạn đầu này mình khuyên các bạn nên xài nhất hãng. Cứ thay nhất hãng đi. Thứ nhất, không lo nhất giả. Thứ hai, vấn đề bảo hành. Rồi sau khi mình đã chạy, mình đã quen xe rồi, lên 5-10 ngàn cây số rồi, lúc này các bạn là tung tăng được rồi, tức là mình đã gành về xe rồi, có thể thay nhất ngoài cũng được. Nếu các bạn rành xe nha, mình nhắc lại, nếu rành xe. Còn không rành, mình khuyên các bạn nè, lên hãng thay nhất trên hãng đi. Thứ nhất, nhất chắc chắn là nhất xịn, không bị nhất giả. Thứ hai, sẽ chăm đủ nhất cho mình và xài đúng loại nhất mà xe yêu cầu, là nhất 30 ha, không bị mà thay nhầm nhất. Xe tay ga này mà các bạn thay nhất số vô thì cũng không tốt, đúng không? Đó, thì đó là những cái mà sau khi mua xe về, cũng như ride xe, mình muốn các bạn làm. Có gì mà các bạn thắc mắc á, cứ comment vào trong video này. Sau này mình sẽ cố gắng có nhiều video hơn về chiếc xe này, cũng sẽ giống hệt như là mình làm với chiếc Winner vậy đó ha. Mình cũng sẽ làm nhiều về xe này, về nhớt, về bảo hành, rồi làm, nói chung là xe này mình cố gắng mình làm nhiều hơn ha, nhiều hơn nữa. Hôm rồi mình biết có nhiều bạn đã trông chờ clip này. Mình quên nữa nè, thậm chí là các bạn lúc mà mua xe ra đó, mình quên vấn đề này nha. Các bạn cũng phải kiểm tra luôn mở yên nè, có nhiều xe bị kẹt nha, mở yên nè. Thì khi mà ở trên đó là người ta, nhân viên đã làm sẵn chỉ mình rồi nè, mở yên nè, cách nó phải cách như vậy nha các bạn, các bạn lưu ý ha, nó phải cách như vậy nha. Thấy không, rất là nhạy ha. Rồi kiểm tra đèn trong này nè, nó có đèn nè, các bạn thấy không nè, đèn nó có cháy hay không, ok không. Rồi đổ xăng chỗ này, đúng rồi, rất quan trọng các bạn, nên kiểm tra đi chỗ này nè. Với xe AB này á,
có rất nhiều bạn phàn nàn vấn đề là cái nắp này ha. Mình mở cho các bạn xem nè. Đó, mở lên, mở đổ xăng nè. Các bạn mở luôn cái nắp này cho mình đi, coi nó nhẹ không, nó có kẹt không, nên kiểm tra đi các bạn, nên kỹ. Rồi quan trọng nhất chỗ này, đóng xuống. Có nhiều xe rất là khó đóng nha. Nếu mà nó khó đóng quá thì ngay ở trên hãng, trên head, các bạn nhờ thợ khắc phục cho mình luôn đi. Xe mình thì dễ nè. Đó, có nhiều xe nhấn rất là mạnh tay nó mới ăn các bạn, kỳ cục vậy đó ha. Tức là cái chỗ này với chỗ này nè, phải nhấn mạnh tay lắm nó mới ăn. Thì nếu mà cái xe các bạn khó quá thì nhờ hãng, nhân viên trên đó làm cho mình. Chi tiết này rất quan trọng nha, mình quên chỗ này ha. Còn mở nó phải nhẹ nhàng thế này, còn nó kẹt cái gì đó là phải nhờ nhân viên làm liền, mà lưu ý ha. Rồi, rồi ba ga này các bạn gắn ngay trên hãng luôn đi, đừng có đi ra ngoài mua. Biết rằng á, ra ngoài mua cái ba ga này nó sẽ rẻ hơn một chút, nhưng mà đôi khi nó không đủ ốc, và bên ngoài đôi khi những cái ba ga bên ngoài á gắn không chất lượng. Cái thứ hai nữa là nó không ngay khớp, nó không ngay khớp nha. Và cái thứ ba nữa là chưa chắc đẹp được hơn trong này đâu nè. Mình thấy ba ga không? Ba ga trên hãng bắt là ngay bóc. Tại vì sao không? Trên hãng người ta đặt những cái tiệm inox lớn đó các bạn ha. Trước khi mà xe mới về, phải không, là đã có người đến đo đạt rồi, là người ta sẽ làm thử liền. Trên hãng giao cho cửa hàng, bắt cho khách mà thấy nó không khớp là hãng sẽ thông báo với bên inox, bên làm cái ba ga này, chỉnh sửa lại thiết kế để cho nó phải ngay khớp. Cho nên là bắt lúc nào cũng rất là đẹp, các bạn lưu ý ha, bắt rất là đẹp. Có nhiều kiểu ba ga lắm, thì xe mình là ba ga nó bắt đây nè, đẹp lắm các bạn, màu đen nè, đẹp. Thì nó mắc hơn ngoài không nhiều chứ, mà các bạn sẽ được gắn sẵn cho mình luôn. Có nhiều bạn nha, mua xe về không gắn ba ga, ra ngoài mua có chỗ quen, mua cho nó rẻ, mua xong rồi không ốc bắt, lại phải đi tìm ốc để mà tự bắt nữa, rất là cực. Rẻ hơn không bao nhiêu, nhưng mà cái thời gian các bạn chạy đi mua rồi tự gắn rồi phải mua ốc, tốn thời gian hơn cái đó nữa. Thấy không? Thời gian đó để mình làm chuyện khác. Đó là cái ba ga. Cái này cũng vậy nè. Thích thì mình gắn luôn đi các bạn. Ha. Cái này thì không quan trọng lắm đâu, nhưng mà cái ba ga nè, nên gắn đi các bạn. Rồi mình nói thêm thế này, những cái món đồ chơi trang sức á, thích thì các bạn cứ gắn nha. Lúc nào cũng vậy, trên hãng trên hết bây giờ đó là những cái người ta kiếm thêm, thu nhập thêm, thì các bạn thích cứ gắn nha ha, mình không cản. Nhưng mà có một cái mình sẽ cản nha. Ví dụ như các bạn gắn mà cái miếng inox hay cái gì đó mà che cái này nè, tuyệt đối không, tuyệt đối không nha các bạn. Các bạn gắn che cái này nè, một thời gian rất nhiều người bị rồi nha. Mở ra một cái nước động trong này nè các bạn, xình cát không, đi luôn cái lóc này, xét nghẹt luôn. Thậm chí là những con ốc này nè các bạn ha, ốc này nè, mở không ra luôn. Chính những nhân viên trên head cũng nói với mình luôn. Thường là trên head không ai gắn này cho các bạn hết á, mà ra ngoài không à, ra ngoài gắn ở ngoài á, đừng dại nha các bạn. Nói thiệt, gắn trên đây được nè, nhưng mà cái này không nên gắn nha. Trời ơi, gắn vô một thời gian mở ra nó banh chành chỗ này hết trơn. Thậm chí mở không ra phải đục, đục cái lóc luôn đó các bạn. Có rồi, đó là những cái mình mong các bạn đừng làm. Còn về công tắc đèn thì bây giờ có một loại dây á, người ta đấu vào trên này nè, AB nè, đây, đấu vào như zin, tắt mở đèn trên này luôn ha. Nhấn nhanh hai cái gì nó mở đèn, nhấn nhanh hai cái gì nó tắt đèn thì cũng được, thì cũng được. Nhưng mà đừng độ chế vấn đề khác. Mình đã có một video nói về vấn đề mà độ chế nguy hiểm rồi, các bạn vào đó xem lại cái video đó của mình trong cái danh sách AB này ha. Công tắc đèn thì gắn được rồi, đừng gắn gì nữa hết. Và nhất là trong thời gian mới mua xe về đang rô đai này, đừng độ chế lung tung nha. Lỡ như xe mình có lỗi, rất là dễ bị từ chối bảo hành. Người ta sẽ vinh vào chuyện đó để từ chối bảo hành đó các bạn. Còn kiểm tra phanh đồ thì yên tâm đi, trên hãng là bảo đảm nhân viên sẽ kiểm tra hết cho mình rồi ha. Mấy vấn đề này đó, mực dầu rồi gì đó là xe mới mà, không có gì đâu, xui rủi lắm mới bị thôi ha. Rồi, nói chung clip cũng dài rồi. Còn vấn đề nào nữa thắc mắc, các bạn cứ comment vào trong video này ha, để hỏi mình đi. Rồi có thời gian mình sẽ làm video gì đó thắc mắc như với những chiếc xe côn tay vậy, trên dòng xe này. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.